đổi con nào? Tao đổi con nào? Ở nhiều con lắm. Đến rồi, bắt đầu ưu đãi kim cương thôi. Nhân dịp đầu năm mới, Sáu Thỏ TV.com ưu đãi lên đến mấy ngàn kim cương cũng có nha. Và đặc biệt, các phòng quay được giảm giá 80%, giá rẻ và tỷ lệ ra kim cương cực cao. Truy cập ngay Sáu Thỏ TV.com nha. Alo. Ngủ dậy chưa vậy? Sao dậy phải nhiều game được chứ. Cái gì nữa? Vậy hỏi tào lao chưa? Ăn cơm chưa? Ngoài đó. Hỏi anh ăn cơm chưa? Chắc ăn rồi á. Chắc chưa ăn á. Chưa ăn, sẽ ăn. Vô viên. Vô thấy vô viên rồi đó nè. Vô viên đó giờ, ủa em có miếng viên nào đâu. Em vô viên phải rồi mà. Thì nó cũng có đâu mà vô viên. Nết na rồi đâu. Cũng không đẹp nữa, nết cũng không có ưa nữa. Với lại hả, cái tướng mà nó tóm lại là mình không bằng người ta. Sao suốt ngày cứ chê không á. Thế thì quen mấy con nhỏ đẹp quen đi. Xin vĩnh biệt cô. Kiếm nhỏ này hiền, dễ thương, quen đi. Nết đẹp, có duyên dáng rồi đó, quen đi. Nết thì chiều thôi. Quen được thì quen đi luôn đi nha. Trời ơi. Này tao không sợ thế nha. Đúng rồi, biết mấy người đẹp trai mà. Mấy người chỉ cần cua thôi là có rồi. Cua gì? Nó thích thì quen đi, cứ việc, có sao. Quen đi, cứ việc. Làm ăn gì chưa? Chưa. Không thích ăn, không nói luôn. Cái em. Nói anh chị. Ủa hỏi làm gì? Ủa hỏi thì trả lời. Thích thì trả lời thôi. Ý kiến anh Phường giải quyết. Rồi anh Phường làm gì? Chết không. Anh Phường làm gì nói nghe chơi. Bố mình gì nó lâu lắm rồi đi nhá. Anh Phường kiếm em. Kiếm em nhỏ nào hot girl á. Quen. Ủa trên phường có hả? Thì, trên phường có thì hả? Thẳng lên phường ra ngoài kiếm đi đầy. Ủa, anh đúng lãng vậy. Ghét. Cãi nhau đi, vài hôm nữa là không còn cãi nhau ở đây đâu. Nói gì vậy? Nói lại coi. Anh nói gì vậy? Vài hôm nó không có gặp nhau đâu mà cãi. Tự nhiên ngày vài hôm không gặp nhau. Anh đi đâu hả? Chẳng lẽ một ngày anh ỉa 24 tiếng cho 24 tiếng? Mẹ mày. Nói gì vậy? Chứ sao? Rồi đứa nói chuyện dơ vậy. Chứ sao? Ủa sao tự nhiên không gặp nhau? Thì anh ở chỗ anh đi. Cái gì? Anh không ở đây nữa. Tự nhiên anh không ở đây nữa, anh về quê à? Về quê thăm ba mẹ đúng không? Em đi nữa. Không, anh đi luôn. Đi nghĩa vụ hả? What the fuck? Không. Quên, anh bị cộng anh đi nghĩa vụ được. Anh không có ở đây nữa thôi. Là đi đâu? Anh đi con nào? Hả? Đi con nào chắc luôn. Không có. Ủa chứ tự nhiên không biết. Vô lý, tự nhiên không biết. Nói. Thì anh không có ở đây nữa thôi chứ. Đoán xem. Đi đâu hỏi chi? Ủa em là gì của anh biết mà anh. Em là gì của anh mà em không có quyền được hỏi. Không nói được. Sao không nói được? Là anh đi với con nào em không nói được thôi. Không ở công ty nữa, anh đi rồi. Ủa tự nhiên anh đi á? Anh đang làm cao yêu, đang bắn cho bên gì đó mà anh đi là sao? Ủa? Đừng nói là anh bị đuổi nha. Ủa? Đừng nói là anh bị đuổi nha. Không biết. Nhưng anh biết là anh đi thôi. Em cần biết vậy được rồi. Ủa ngộ nha. Sao cứ nói là anh đi mà anh chịu nói cho em biết là anh đi đâu. Là sao anh em giỡn mặt với em đó hả?
thì anh không còn ở công ty nữa thì anh đi. Nhưng mà đi đâu? Đi đâu em hỏi anh trời. Ủa em là người yêu của anh, em không quyền được hỏi hả? Anh đi chỗ nào đúng không? Mày đó. Anh đi chỗ nào đúng không? Khó không? Thôi anh đừng có xạo đi, anh đi đâu vậy? Nói lẹ. Nói thì, nói chung là bị đuổi rồi, không còn ở công ty đây nữa. Ai đuổi anh? Bạc đuổi rồi. Ủa tự nhiên đuổi hả? Em thấy vô lý phải nồi luôn, tự nhiên đuổi. Có lý do mới đuổi chứ. Đừng nói anh làm gì anh chọc tức anh bạn nha. Khó không? Chứ sao tự nhiên bị đuổi? Nói chung là anh không còn ở đây nữa vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên em cần biết lý do tại sao anh bị đuổi cơ. Biết lý do chứ, thì chỉ cần biết anh bị đuổi rồi được rồi. Em là người yêu anh, em có quyền được biết lý do hả? Chỉ cần biết anh không còn ở gần em nữa. Nhưng em cần biết lý do. Đừng có đánh trống lạng, anh đi đâu? Lý do là sao bị đuổi? Trời ơi, tao là ai? Đuổi rồi đi. Thì anh bị đuổi. Em còn biết lý do mà sao anh cứ nói cái câu đó hoài vậy anh? Thì bắn dở mà bị đuổi. Ơ, tự nhiên bắn dở. Bắn dở bị đuổi. Vô lý lắm ở nhà, em thấy anh vô lý lắm ở nhà. Thì nói rồi, bây giờ anh còn ở trong công ty nữa. Không có ai mà tự nhiên không còn ở trong công ty mà rất là bình tĩnh nha. Không có rất là bình tĩnh nha anh nha. Anh có xạo với em. Ủa chơi lẽ giờ anh khóc. Đúng. Chấm hỏi luôn, anh không rảnh làm mấy đó đâu. Ủa nhưng mà mắc gì tự nhiên. Ủa em thấy vô lý quá, em không tin. Quá thiệt. Không tin. Mai mốt là em không còn thấy anh nữa đâu. Này chỉ có cái là đi với gái thôi. Chứ không có, không có việc mà công ty đuổi mà đi luôn. Anh chuẩn bị đỏ hết rồi mà. Thôi đừng có xạo, không tin. Không tin. Anh chuẩn bị đồ hết rồi. Tin em cũng phải tin thôi. Tin em cũng phải tin thôi. Không có tin anh nói chuyện nghe vô lý vậy luôn á. Vậy thôi em không thấy anh nữa đâu. Em thấy anh nói chuyện vô lý vậy luôn á tự nhiên. Ủa tính ra mình vừa làm lành một tuần trước. Sao hôm nay tự nhiên cái anh lại muốn đi anh bỏ em lần nữa hả? Anh nói anh bạc đuổi anh đi mà. Thôi em không tin đâu, tự nhiên anh bạc đuổi anh đi là ít nhất á là cũng phải có một cái giọng nó một xíu buồn chứ. Tự nhiên em thấy anh đúng tỉnh bơ luôn, anh nói vậy em tin hả? Không lẽ giờ anh buồn anh khóc. Tự nhiên khi không, tự nhiên mình vừa làm lành với nhau mà sao hôm nay anh lại muốn vài ngày nữa anh bỏ em luôn hả? Sao bây giờ em mới nói em nghe là sao? Bây giờ mới có thông báo mới nói nè. Trời ơi trời. Là đi hết luôn, nguyên game thủ đi hết luôn. Tự nhiên mệt quá à. Là nguyên alo. Gì vậy? Gì quạo dữ vậy? Ừ. Anh không quạo. Là làm gì căng? Là làm gì căng? Ủa là anh rời công ty thiệt luôn hả? Ủa chứ nói dốc em chi? Nó đừng quay thôi, tự nhiên. Tự nhiên vậy. Ủa sao tự nhiên công ty? Thì bị đuổi. Tự nhiên bị đuổi. Tự nhiên bắn dở cái bị đuổi xàm. Chứ sao? Xàm quá rồi, không tin đâu. Thì anh không còn công ty nữa nhưng mà anh ở chỗ khác. Ở đâu anh ở vô nhà? Anh ở con nào? Anh ở con nào? Ở nhiều con lắm. Ở con nào? Ở con nào? Nói chứ anh với game thủ rồi ra ở riêng. Hả? Bây giờ game là dễ đi chơi gái nè. Ây da. Anh đúng không? Ủa anh kia anh bạc kìa. Thì giờ game thủ ở riêng chứ đâu cho ở chung ở đây ở đâu. Ở đâu? Ở cũng gần đây thôi, tầm 15 phút thôi. 15 phút mà gần đây à? Ừ. Tự nhiên 15 phút á. Thì giờ người ta tập trung tao bắn thì tao qua anh bển, đúng rồi. Ông bển anh dễ đi chơi gái luôn. Ây da. Ủa
Trời ơi, chen từ trưa tới tối chị gái. Ủa, lỡ như tối anh nói anh đi ngủ, ai biết ông bảnh anh làm gì? Ủa, ngày nào trả con. Phải chết giờ. Ủa, lỡ anh tắt mít thì sao? Ủa, hơi tắt mít rồi sao? Lỡ ta ngáy nhiều rồi sao? Biết trong phòng biết bao nhiêu người không? 5-6 người lận đó. Ủa, mắc gì không nói gì đầu là đi qua bển bắn để chen này kia đi. Mắc gì phải nói bị đuổi là sao vậy? Ơi bị đuổi à? Bị đuổi khỏi công ty này thì đi qua công ty khác. Mở nghe thì tự nhiên nghe nói bị đuổi vậy. Tào lao, tào lao à? Đi ở khách nhà. Đi. Trước mắt cũng đã tới ngày là game thủ đã bắt đầu dọn đi nè mọi người. Với lại cái cả những bạn bán xe game cũng đi hết. Đấy, nghe nói là cái chỗ này cũng gọi là hơi xa một tí. Tết có tầm 15 phút, 20 phút gì đấy mình cũng không biết nữa. Đấy, mọi người chuyển đồ đi khá là nhiều nha. Đấy, hầu như là con trai đi hết luôn đó mọi người thề. Ôi giời ơi, đồ quá trời luôn rồi. Ổng đi rồi cái mình kiểu nhớ nhớ kiểu gì á. Kiểu như là không còn ngồi chung chơi game với nhau nữa ấy. Bye bye. Đi đây. Rồi đi làm nghỉ đây. Mọi người nghe ông nói không? Bảo là nếu đi ăn thì qua chợ đi ăn chứ bình thường này sẽ không còn gặp nhau nữa. Rất là buồn nha, kiểu sắp khóc rồi nha. Nhưng mà thôi cố kìm.